Vâng, trận thi đấu thứ tư trong sơ đồ thứ tư. Serbia đối đầu với Chorzon và Egypt. Vâng, đây là một bài đẹp của Chorzon. Vâng, bài rất đẹp luôn. Vâng, vẫn có những tia hy vọng đang mở ra khi mà đây là một bài đẹp của Hoàng Văn Nhi. Bài Hoàng Văn Nhi đã đủ rồi, nhưng nhỏ anh tìm thấy cái gì thì cứ ăn tất. Hai mươi hai dân đến từ Hoàng Văn Nhi, chuẩn bị kích đời trong đầu 6. Kích trong 6 với một bài Chorzon, một trong những loại quân nó không có cái gì đặc sắc về việc ép đời cả. Rất tốt. Bãi quả phụ 6 cây thì phải. Không, 5. 6 thì đẹp. Quay trở lại với Nhổn xem bài Nhổn nào. Đây, bãi quả giữa hai nhà và cạnh đó là một con voi. Hoàng Văn Nhi đã bắt đầu đóng được cái BB. Sẽ là một trận trong đầu 9. Một con chuột của Hoàng Nhi dường như đang có vấn đề. BL và BM ở đâu? Đây luôn. Bên phía đối phương 16 và 18%, đó là chỉ số giỏ. Mình nhiều đang sang sẽ đánh cung. Cũng có thể là hai chém. Một mình Hoàng Mai Nhi lên đời map này. Sang đã lên. IA là một bài lên muộn. Mười hai giờ gặp ai, gặp màu sáu IA thì phải, rất gần nha.
Để ý lại xem nâng cấp đúng chưa anh ơi. Rồi 6 giờ vẫn đang ăn quả chính nhá. Quả chính của màu 6 là một bãi quả xấu. Kìa dân nẻ kìa, con nào lẻ ra giết luôn con đấy. Có con giò đến từ màu 6 rồi, 6 giờ IA thì phải. Đúng rồi IA. Và bài 6 là một bài yếu. Các bạn thấy đang ăn bài hiệu còn chưa kịp ăn tí nào. Chưa sơ muối được tí gì mà đã phải chạy rồi. 2 L đều. Rồi cho He đặt BS thì tí nữa ngựa chém sẽ đến và xúc. He sẽ nghĩ rằng Hoàng Mi đã bắt đầu chuyển cánh. Nhưng chưa, từ từ đã. 1 P để thủ lại. Đây rồi. Hai con lông dân nẻ nữa, ăn được khá nhiều dân của He rồi đây. Tốt lắm. Mất cả mớ gỗ và mất tất dân. Ơ ok. Vào. Vào trong. Rồi. Rồi. Tốt lắm anh ơi. Còn con voi kìa. Hoàng Minh Nhi đang chém rất tươi trận này. Và bây giờ phút thứ 13 sang thì xem bắt đầu có bánh xe. Và có 4 con chém vã vào mồm. Kìa đã thấy màu 2 rồi kìa. IA đã rất yếu rồi. Bài IA là một bài không còn gì nữa cả. Có chăng chỉ là một tí tí thôi. Có con phù thủ tươi. Ồ không, có con giò đây. Đập con giò. Được không? Không được, đèn. Thôi coi như nó đã chết đi, bài sen đang khung nhà. Bỏ với gỗ anh ơi. Tốt lắm. Hưng Nhổn đẩy thẳng quân lên, đẩy sang xe luôn. Không có dân để vẩy e quả đó, hơi đáng tiếc. Xe đã có quân đẩy sang nhà của Hoàng Anh Nhi. Bằng chống lại sang nhà vẫn là một cái gì đó. Bài cho son như này là đã mắc binh rồi. Hù thì đen. Kìa bắn. Rất đèn đến những từ những con phù. Xem màn hình máy của Egypt rồi. 45/56. IA đang ra ruộng. Bây giờ thì IA và cho son dường như ngang nhau. IA hơn cái bánh xe thôi. Thôi cẩn thận. Chém quay lại đi. Cùng rời Egypt của Hưng Nhổn đang đẩy lên là rất nhiều. Nhưng số lượng xe vẫn hơn Egypt ở cái số lượng. Bây giờ mới thấy hù được con. Rất căng cỏ. Bây giờ thì nó đẩy sang cái thế solo giữa Seng và Egypt. Và cần phải nhanh khi mà IA có khả năng hồi hơn Hoàng Mai Nhi. Bài Seng chưa nhìn thấy cái gì nhiều trong nhà cả.
cùng rời Egypt là vẫn có cái gì đó lì, rất lì, độ lì thì không phải bàn cãi. Vâng, chú ý quân một chút. Toàn cung rồi hết máu rồi, tên này thật cẩn thận. Anh có vàng không? Chấn tại cái dốc à? Vậy vào cái vài cái ở khu BC đi. Xây vài cái ở cái chỗ BC sát mép bản đồ. Chắc hơn. Đỡ bị móc vào bãi gỗ. Gỗ của Hưng Nhổn là một bài gỗ xấu. Tham Lai chỉ cần thôi. Cùng rời Egypt, hy vọng nó sẽ tỏ ra sự khác biệt vốn có của nó. Seng đang đòi đẩy lên. Cẩn thận đi quân, phải thật cẩn thận. Lông dân đang được cơ cấu đào vàng để chuẩn bị lên đầu máu rồi. Lực rất khỏe, đều, quân ra đều. Bắt được tên này không? Vẩy e sẵn rồi. Tên này bắt được. Và một pha đi quân. Để trong nhà nữa. Có vài con thôi. Ô, lại chạy ra ngoài. Tốt lắm. Thằng này vẫn đang lở. Và bắt được khá nhiều quân của Bi. Liệu Ya có hồi được không? Nếu ra hồi được thì vẫn là một thế nguy hiểm. Hoàng Mai Nhi đang làm gì? Bốn thôi. Đưa lốt vàng đây để lên đầu máu sẽ chơi được xem. Và bây giờ cần phải, theo tôi nghĩ là phải chơi luôn thôi, không phải đợi. Chứ bây giờ mà để lâu thì IA sẽ hồi được. Seng đang ra rất nhiều những nhà. Lây chờ luôn, tốt rồi. Cẩn thận bãi gỗ, bãi gỗ, bãi gỗ. Lùi dân bãi gỗ lại. Rồi. Lực cấp đầu máu luôn. BC ở H. Rồi. Thừa tí thịt lên giáp đi anh ạ. Ôi Hoàng Mai Nhi tầm nay có 5 con chém thì đẹp không? Cùng R 106 máu rồi. 106 máu rồi, chơi đi. Tham Lai không giảm nhiều, không giảm nhanh. Và các bạn có thể thấy cung R màu 2 chết là la liệt. Không cần ăn dân vội, hết quân là thắng. Hết quân BB tự quyết, được chưa? Cung R Egypt. Hè hè đang cố gắng sang cứu. Cung R vẫn đang được tiếp viện liên tục. Vâng, chỉ với vài con chém thôi. Hè vẫn đang cố gắng để có thể giữ được nhà cho Seng. Và Seng vẫn đang lở được quân. Giật lại một tên thôi anh ơi. Sáu đang lở tham. Vâng, một tên mà cứ nghĩ là đã ôm được rồi. Nhưng có một vài con chém thôi. Cần này thì vẫn đang có một bài quân đánh quân trâu bò của mình.
Số lượng A chắc cũng phải ngang phèo với Seng. Tham vẫn đang cân. Hưng Nhổn vẫn đang, dường như vẫn đang là to hơn Seng cơ. Cùng R nó là sự khác biệt đến từ cùng R Egypt. Cẩn thận bị bắt. Rồi, quân cứu viện đã tới. Nào, đi đâu hả Bi? Chơi được tên này. Cùng R ít máu lùi lại một tí. Rồi lên thêm cái giáp nữa cho chắc. Ia vẫn đang có những con chém. Đây đấy, sự ổn định của Seng vẫn ra được quân, vẫn ra được quân là rất đều. Giáp 4 rồi, vào chém thì bỏ vào tay luôn. Thằng này chỉ đang bắt đầu giảm dần, không chạy được nữa rồi. Tuần này đã bắt đầu bị về e. Đang bị đẩy lui. Còn chỉ với một hai con chém thôi, các bạn có thể thấy nó vẫn là một cái gì cực kỳ nó khác biệt. Đây thế 2-1. Vâng, có những lúc đã có những tín hiệu mừng nhưng vẫn không thể cưỡng được sức mạnh đến từ Seng và Ia. 3-1 trong set đấu thứ tư và chúng ta hãy cùng chờ đợi trong một ít phút để đến với set đấu tiếp theo. Đây à? Ai đây? Con này. Con xong rồi.